Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, Nguyễn Kim Bình và tôi là Lê Minh Nguyên. Đến đây thì chúng ta bước qua vấn đề cũng rất là quan trọng ở Việt Nam. Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ tổ chức Đại hội 13 từ ngày 26 tây tháng giêng cho tới 2 tây tháng 2, nhưng mà họ sớm họ kết thúc sớm một ngày, tức là tới 1 tây tháng 2 thì họ kết thúc. Thì kết quả của đại hội thì chúng ta thấy về tổng quát thì cái độ tuổi mà gọi là cái dưới 50 tuổi thì chỉ khoảng 21%, mà cái từ cái tuổi mà 51 tuổi tới 60 tuổi thì rất là nhiều, tới 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 70%, và trên 60 tuổi thì khoảng gần 9%. Trong đó cái sự chênh lệch nam nữ thì cũng rất là khác, ở nam thì tới 90% mà nữ thì chỉ có 10% trong cái trung ương đảng, tức là 200 người 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Về bộ chính trị thì chúng ta thấy có 18 người mà trong đó thì nữ chỉ có một người, còn nam 17 người, thì rõ ràng là nữ không được coi trọng. Và thứ hai nữa thì trong bộ chính trị thì miền Nam thì bị, thứ nhất là tứ trụ thì miền Nam không có ai hết. Trong cái ba bộ chính trị 18 người thì lại miền Nam thì rất là ít, chỉ có Võ Văn Thưởng là Nguyễn Văn Nên, thì có thể đại đa số là miền Trung và miền Bắc, tới chung là miền Bắc. Thì trong đó thì cái bộ chính trị 18 người thì bỏ phiếu theo cái thứ tự người nào được nhiều phiếu nhất. Thì thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng được nhiều phiếu nhất, thứ hai là bà Trương Thị Mai, thứ ba là ông Nguyễn Xuân Phúc, thứ tư là ông Võ Văn Thưởng, thứ năm là ông Phạm Bình Minh, thứ sáu là ông Phạm Minh Chính, thứ bảy là ông Nguyễn Văn Nên, thứ tám là ông Vương Đình Huệ, thứ chín là ông Tô Lâm, thứ mười là ông Phan Đình Trạc, thứ 11 là ông Trần Cẩm Tú, thứ 12 là ông Phan Văn Vang Giang là ông tướng, thứ 13 là ông Nguyễn Hòa Bình, thứ 14 là ông Trần Thanh Mẫn, thứ 15 là Nguyễn Xuân Thắng, 16 là ông Lương Cường cũng là ông tướng, và thứ 17 là Trần Tuấn Anh, đây là Thái tử Đảng, và thứ 18 là ông Đinh Tiến Dũng. Cái ban bí thư thì những người mà đáng lẽ là ở trong bộ chính trị nhưng lọt ra khỏi là bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Trung Nghĩa, ông Đỗ Văn Chiến và ông Lê Minh Khái, tức là bảy năm người ở trong ban bí thư. Thì những cái điểm mà chúng ta thấy rất là bất ngờ là ông Trần Tuấn Anh, một người ở công thương, tức là không có background gì mạnh về vấn đề ngoại giao, thì bây giờ lại là trở thành là bộ trưởng ngoại giao, thì đó là một cái điều ngạc nhiên thứ nhất. Điều ngạc nhiên thứ hai là ông Phạm Minh Chính là một cái người chưa không có kinh nghiệm về điều khiển quốc gia cũng như là vấn đề kinh tế, thì lại là trở thành là ông thủ tướng. Là ông Vương Đình Huệ thì lại là chủ tịch quốc hội. Trong đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch nước, và ông Nguyễn Phú Trọng là một người vi phạm điều lệ đảng điều 17, tức là tổng bí thư chỉ có 2 nhiệm kỳ mà bây giờ ông làm 3 nhiệm kỳ mà lại chẳng thấy là đại hội sửa cái điều lệ đảng. Thì trước tiên mời Bình có thể nhận xét gì về cái đại hội đảng 13 của Cộng sản Việt Nam? Cái điều đầu tiên đó là như người nói trong 18 ủy viên nhiệm kỳ trước thì có 16 người còn được mãn nhiệm, 8 người đã phải về hưu bất đắc dĩ vì trên 65 tuổi, 8 người được ở lại, trong đó có một người 77 tuổi là ông tổng bí thư và một người 67 tuổi là ông chủ tịch nước mới, thì hai người này được đặc miễn, 6 người kia dưới 65. Trong số 10 ủy viên mới được bổ nhiệm thì có 7 người từ trong ban bí thư đôn lên và ba người từ bên ngoài, cho nên cái sự chuyển tiếp đó, nó cái chuyện thay đổi nhân sự nó không có gì mới. Và mình nhìn vào cái 10 người mới được tham gia vào bộ chính trị thì có thể nói một cách tổng quát là nó hồng hơn chuyên, hồng nhiều hơn chuyên. Cả 7 người trong ban bí thư mà được đưa vào bộ chính trị đều là những cán bộ chuyên nghiệp toàn thời gian ở trong đảng hoặc là trong quân đội, như trường hợp ông Lương Cường là một tướng chứ chính trị, hoặc là trường hợp ông Nguyễn Hòa Bình là chánh án tòa án nhân dân tối cao. Nó cũng là một hiện tượng rất là bất bình thường, tại vì tòa án nhân dân tối cao là một tòa án nó nằm trên hết tất cả, như là tối cao pháp viện ở Mỹ thôi, mà một ông chánh án tối cao pháp viện ở Mỹ
thì trên nguyên tắc nó không thể khai sinh hoạt trong đảng được, nhưng ông Nguyễn Hòa Bình bây giờ ông bỏ chức chánh án, ông đi qua vô Bộ Chính trị. Thì nói chung là cả 7 người bí thư trung ương này nè đều là những cán bộ chuyên nghiệp ở trong đảng hoặc là làm từ trong quân đội nhưng mà lại thuộc vào đảng, nó hồng hơn chuyên. Trong ba ủy viên mà từ bên ngoài đi vô thì có hai người có thể gọi là chuyên gia, ngoại trừ ông tướng Phan Văn Giang là một chuyên gia về quân sự đi, tạm gọi là vậy, và hai người kia là chuyên gia về kinh tế và kỹ thuật đó, là ông Trần Tuấn Anh và ông Đinh Tiến Dũng. Đây là hai bộ trưởng duy nhất được đưa vào. Trường hợp ông Trần Tuấn Anh đó, thì đương nhiên ổng là thái tử đảng rồi, cái chuyện đó thì cả nước đều biết, ổng là con trai lớn của ông Trần Đức Lương, là ông cựu chủ tịch cái thời ông Phan Văn Khải. Và ông Trần Tuấn Anh thì ổng có một chút xíu kinh nghiệm trong Bộ Ngoại giao chứ không phải không, ổng xuất thân là trong Đại học Ngoại giao và đã có thời làm tổng lãnh sự ở San Francisco, cho nên đối với giới Việt kiều ở San Francisco đó thì biết nhiều về ông Trần Tuấn Anh. Đó là cái kinh nghiệm về ngoại giao của ổng. Kỳ này ổng được chọn lên là Bộ trưởng Ngoại giao thì cũng là một trường hợp rất là đặc biệt. Có lẽ là tử vi của ông này thì phải coi là số tử vi của ông này là có đẻ một điều từ nhỏ thôi, cho nên mọi chuyện đều gọi là đều đều suôn sẻ hết. Chỉ có một cái chi tiết bên lề thôi, là mấy tuần trước ngày đại hội đó thì ở bên Bộ Tài chính, ông Bộ trưởng Tài chính ông gửi một cái thư công văn qua cho Bộ Công an, ông yêu cầu Bộ Công an là điều tra Bộ Công Thương vì lý do là có vấn đề trong chuyện xuất cảng gạo, giá cả như thế nào đó có nhiều vấn đề nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên mà cái thư, một cái loại thư như vậy nó bị leak ra ngoài. Và ở Mỹ này mình thấy chắc không bao giờ xảy ra đâu, là tại vì bộ này gửi thư cho công an để tố bộ kia, thì giữa hai ông bộ trưởng đã có vấn đề rồi. Nhưng mà trong có một cái cuộc chạy đua giữa hai ông bộ trưởng trẻ cùng nhau vô Bộ Chính trị, rốt cuộc thì hai ông đều trúng cử hết. Ông Trần Tuấn Anh thì cái thế ông quá mạnh này, nghĩa là tử vi ông quá tốt, không thể nào ác được. Một trong hai ông này sẽ được chọn làm thủ tướng trong nhiệm kỳ kế tiếp đó, vì cái cách mà cái quy trình như vậy đó thì rõ ràng là hai ông này được được nâng đỡ cho cái tương lai, cho trong chức vụ tương lai đó. Còn trường hợp ông Phạm Bình Minh đó, là người bộ trưởng ngoại giao sắp mãn nhiệm đó, thì nếu ông có một cái cơ hội nhỏ, nếu còn ở lại làm phó thủ tướng đặc trách về đối ngoại thì có cơ hội có thể trở thành thủ tướng trong nhiệm kỳ tới, còn nếu mà qua làm phó chủ tịch quốc hội thì có lẽ sẽ về hưu luôn. Cảm ơn Bình. Theo anh Quân thì ông Trần Tuấn Anh này thì khi mà ở hội nghị trung ương thứ 14 để mà bỏ phiếu thăm dò thử đó thì ông phiếu ông rất là ít, ông còn thua cả Vũ Đức Đam nữa. Vũ Đức Đam thì mình thấy là hoàn toàn bị lọt ra khỏi Bộ Chính trị. Thì có phải là bị thái tử đảng, ông Trần Đức Lương là thái tử đảng, bị Trần Tuấn Anh là chẳng có gì xuất sắc hết cả, mà còn dùng xe để chở vợ trong phi trường này kia là abuse power nữa, thì anh nghĩ sao như thế nào? Nè, anh Nguyên hỏi tôi một cái câu mà rất là khó, là tại vì tôi có cảm tưởng là sau khi mà có cái gọi là đại hội 13 đó thì không những đó rượu là cũ nhưng mà bình rượu cũng cũ luôn, không có cái gì mới cả, rượu cũ bình cũ thì không, chỉ có là vài cái tên mới thôi. Nhưng mà thật ra những cái tên mới mà anh Bình nói ra đó thì tôi thấy là cũng là tại vì họ phía là đúng là hồng hơn chương đó, thì quý vị hiểu cái chuyện đó. Những cái người trong một cái xã hội cởi mở đó và có một cái luật lệ rõ ràng đó thì chúng ta thấy là họ sẽ đại diện chuyên môn nhiều hơn. Trong khi ở bên này đó thì là quý vị thấy người nào có gốc gác đó, gốc gác đó, người nào mà có gốc gác mà mạnh á thì mới vô được. Chứ còn ở đây đó thành ra bị vậy đó, tôi mới nói là quý vị đó, cái tóm tắt của tôi đó nó tương đối là dễ hiểu thôi. Thì nghĩa là quý vị thấy là nhưng mà họ được một cái lợi, mình phải nói là cái lợi là trong nhiều năm vì vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì Việt Nam có phần về kinh tế lợi, lợi là được cái gọi là tăng trưởng khá, được cái nghĩa là tương đối về vấn đề làm ăn khá. Nhưng mà không biết liệu những cái người này có đủ khôn ngoan để có thể tiếp tục mà nghĩa là xa cách chung, thì đó là một cái dấu hỏi mà chúng ta phải theo dõi kỹ và điều tra kỹ.
Cảm ơn anh Quân và kính thưa quý vị, thì chương trình tới đây thì không còn nhiều thời gian. Trước khi từ giã quý vị thì xin nhắc quý vị là cái tình trạng COVID hiện giờ đã có cái chiều hướng là nó đi xuống. Điển hình là ở Orange County thì chúng ta thấy trước đây 100.000 người thì có 67 người chết, thì bây giờ nó còn 100.000 người, nó xuống còn khoảng 46 người chết. Ông thống đốc Newsom thì coi như là ông bắt đầu mở cửa từ từ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó cái nguy hiểm chưa hết. Quý vị cũng cần phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách, và đặc biệt là vaccine chích ngừa bây giờ càng ngày càng nhiều hơn, thì quý vị nên chích ngừa đủ 2 mũi để mà chúng ta có thể đi qua được cái cơn đại dịch này. Hy vọng là tới mùa hè năm nay thì mọi chuyện nó sẽ ổn định lại. Kính chúc quý vị một ngày thật là bình an, vui vẻ và thật sự là an toàn. Anh Đinh Xuân Quân, tiến sĩ Đinh Xuân Quân, Nguyễn Cơ Bình và tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình của tuần tới.